안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tập số 85 trong series 5000 câu tiếng Hàn thông dụng. 실제로 자주 쓰는 한국어 문장들. Các câu giao tiếp tiếng Hàn sử dụng nhiều trong thực tế. Các bạn hãy theo dõi nhé. 이것이 무엇입니까? 이것이 무엇입니까? Cái này là cái gì? 이것이 무엇입니까? Cái này là cái gì? 저것이 무엇입니까? 저것이 무엇입니까? Cái đó là cái gì? 저것이 무엇입니까? Cái đó là cái gì? 모든 것이 괜찮습니까? 모든 것이 괜찮습니까? Tất cả đều ổn chứ? 모든 것이 괜찮습니까? Tất cả đều ổn chứ? 무슨 문제입니까? 무슨 문제입니까? Vấn đề gì vậy? 무슨 문제입니까? Vấn đề gì vậy? 잠시 시간이 있습니까? 잠시 시간이 있습니까? Anh có thời gian không? 잠시 시간이 있습니까? Anh có thời gian không? 전부 고마워요. 전부 고마워요. Cảm ơn vì tất cả. 전부 고마워요. Cảm ơn vì tất cả. 미안합니다. 미안합니다. Xin lỗi ạ. 미안합니다. Xin lỗi ạ. 대단히 미안합니다. 대단히 미안합니다. Rất xin lỗi ạ. 대단히 미안합니다. Rất xin lỗi ạ. 늦어서 죄송합니다. 늦어서 죄송합니다. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. 늦어서 죄송합니다. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. 충분합니다. 충분합니다. Đủ rồi ạ. 충분합니다. Đủ rồi ạ. 저는 좋아하지 않습니다. 저는 좋아하지 않습니다. Tôi không thích. 저는 좋아하지 않습니다. Tôi không thích. 감사드립니다. 감사드립니다. Xin cảm ơn ạ. 감사드립니다. Xin cảm ơn ạ. 그것은 상관없습니다. 그것은 상관없습니다. Cái đó không quan trọng đâu ạ. Các bạn có sang quan là liên quan. Các bạn hiểu là cái đó thì không có liên quan gì đâu. Hoặc là các bạn cũng có thể dịch là cái đó không có gì quan trọng đâu. 그것은 상관없습니다. Cái đó không quan trọng đâu ạ. 그것은 중요하지 않습니다. 그것은 중요하지 않습니다. Cái đó không quan trọng đâu ạ. 그것은 중요하지 않습니다. Cái đó không quan trọng đâu ạ. 그것은 심각하지 않습니다. 그것은 심각하지 않습니다. Cái đó không nghiêm trọng đâu. 그것은 심각하지 않습니다. Cái đó không nghiêm trọng đâu. 가치가 없습니다. 가치가 없습니다. Không có giá trị. Không đáng. 가치가 없습니다. Không có giá trị. Không đáng. 저는 급합니다. 저는 급합니다. Tôi đang vội. 저는 급합니다. Tôi đang vội. 저는 가야만 합니다.
저는 가야만 합니다. Tôi phải đi. 저는 가야만 합니다. Tôi phải đi. 저는 외출합니다. 저는 외출합니다. Tôi đang đi ra ngoài. 저는 외출합니다. Tôi đang đi ra ngoài. 잘 자요. 잘 자요. Ngủ ngon nhé. 잘 자요. Ngủ ngon nhé. 당신도요. 당신도요. Bạn cũng thế nhé. 당신도요. Bạn cũng thế nhé. 저도요. 저도요. Tôi cũng vậy. 저도요. Tôi cũng vậy. 나쁘지 않습니다. 나쁘지 않습니다. Không tệ. 나쁘지 않습니다. Không tệ. 저는 좋아합니다. 저는 좋아합니다. Tôi thích. 저는 좋아합니다. Tôi thích. 아주 좋아요. 아주 좋아요. Rất tốt. 아주 좋아요. Rất tốt. 그냥 농담한 거야. 그냥 농담한 거야. Đùa thôi mà. 그냥 농담한 거야. Đùa thôi mà. 기다리게 해서 죄송합니다. 기다리게 해서 죄송합니다. Xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi. 기다리게 해서 죄송합니다. Xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi. 그게 인생이야. 그게 인생이야. Đó mới chính là cuộc đời. 그게 인생이야. Đó mới chính là cuộc đời. 들어오세요. 들어오세요. Mời vào. 들어오세요. Mời vào. 앉으세요. 앉으세요. Mời ngồi. 앉으세요. Mời ngồi. 가자. 가자. Đi thôi. 가자. Đi thôi. 정말요? 정말요? Thật sao? 정말요? Thật sao? Thì các bạn sẽ thêm một phụ âm là riêng và các bạn sẽ cho đằng trước ở đây. Các bạn sẽ đặt ở vị trí này. 정말요? Và phát âm giống với âm L. 정말요? Thật sao? 서둘려. 서둘려. Nhanh nào. 서둘려. Nhanh nào. 창문이 안 움직여요. 창문이 안 움직여요. 그 소비 깻. 창문이 안 움직여요. 그 소비 깻. 원래 그 소 không di chuyển. 움직여 봅시다. 움직여 봅시다. 더 cử động xem. 움직여 봅시다. Thử cử động xem. 진정해. 진정해. Bình tĩnh. 진정해. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. 조심해. 조심해. Cẩn thận. 조심해. Cẩn thận. 잠깐만 기다려 주세요. 잠깐만 기다려 주세요. Làm ơn đợi chút ạ. 잠깐만 기다려 주세요. Làm ơn đợi chút ạ. 잠깐만요. 잠깐만요. Chờ chút ạ. 잠깐만요. Chờ chút ạ.
천천히 해. 천천히 해. 람 chậm chậm thôi. 천천히 해. 람 chậm chậm thôi. 제발 조용히 하세요. 제발 조용히 하세요. 람 ơn hãy trật tự. 제발 조용히 하세요. 람 ơn hãy trật tự. 그만해. 그만해. Dừng lại đi. 그만해. Dừng lại đi. 걱정하지 마. 걱정하지 마. Đừng lo. 걱정하지 마. Đừng lo. Ở đây vị trí này các bạn cũng đọc gấp đôi phụ âm trở lên. 걱정하지 마. Đừng lo, đừng lo lắng. 잊지 마. 잊지 마. Đừng quên nha. 잊지 마. Đừng quên. 먼저 하십시오. 먼저 하십시오. Làm trước đi ạ. 먼저 하십시오. Làm trước đi ạ. 저에게 알려 주세요. 저에게 알려 주세요. Xin hãy nói cho tôi biết. 저에게 알려 주세요. Xin hãy nói cho tôi biết. 먼저 가세요. 먼저 가세요. Mời đi trước. 먼저 가세요. Mời đi trước. 어디에? 어디에? Ở đâu? 어디에? Ở đâu? 언제? 언제? Khi nào? 언제? Khi nào? 좋습니다. 좋습니다. Tốt. 좋습니다. Tốt. 물론입니다. 물론입니다. Tất nhiên rồi ạ. 물론입니다. Tất nhiên rồi ạ. 물론 아닙니다. 물론 아닙니다. Tất nhiên là không. 물론 아닙니다. Tất nhiên là không. 괜찮습니다. 괜찮습니다. Không sao. 괜찮습니다. Không sao. 맞습니다. 맞습니다. Đúng rồi. 맞습니다. Đúng rồi. 어디에 있어요? 어디에 있어요? Có ở đâu? 어디에 있어요? Có ở đâu? 태도를 분명히 하지 않아요. 태도를 분명히 하지 않아요. 태도 không rõ ràng. 태도를 분명히 하지 않아요. 태도 không rõ ràng. 약속했지만 완전히 잊어버리다. 약속했지만 완전히 잊어버리다. Hẹn rồi mà quên bén đi mất. 약속했지만 완전히 잊어버리다. Hẹn rồi mà quên bén đi. 약속했지만 các bạn sẽ có. Đây các bạn, thứ nhất là các bạn gấp đôi phụ âm ở cái âm tiết thứ hai. Tiếp theo là các bạn nối âm ở cái âm tiết thứ ba. 약속했지만 완전히 잊어버리다. Hẹn rồi mà quên bén đi. 어때요? 맛있습니까? 어때요? 맛있습니까? Thế nào ạ? À? Ngon không ạ? À? 어때요? 맛있습니까? Thế nào ạ? À? Ngon không ạ? À? 사실 맛이 없어요. 사실 맛이 없어요. Nói thật thì không ngon. 사실 맛이 없어요. Nói thật thì không ngon. 주말 어떻게 보내셨나요?
주말 어떻게 보내셨나요? Các bạn đã trải qua cuối tuần thế nào? 주말 어떻게 보내셨나요? Các bạn đã trải qua cuối tuần thế nào? Các bạn chú ý, phát âm là 셨나요? Biến âm 보내셨나요? 주말 어떻게 보내셨나요? Các bạn đã trải qua cuối tuần thế nào? 오늘 하루 잘 보냈어요? 오늘 하루 잘 보냈어요? Hôm nay các bạn đã trải qua một ngày thật tốt chứ? 오늘 하루 잘 보냈어요? Hôm nay các bạn đã trải qua một ngày thật tốt chứ? 뭐가 이렇게 어려워? 뭐가 이렇게 어려워? Gì mà khó khăn vậy trời? 뭐가 이렇게 어려워? Gì mà khó khăn vậy trời? 사는 게왜 이렇게 어려워요? 사는 게왜 이렇게 어려워요? Sống sao lại khó khăn đến vậy ạ? 사는 게왜 이렇게 어려워요? Sống sao lại khó khăn đến vậy ạ? 이렇게 các bạn nối âm lên, 이렇게 như thế này. 나 그때 진짜 힘들었어. 나 그때 진짜 힘들었어. Lúc đó thực sự khó khăn đối với mình. 나 그때 진짜 힘들었어. Lúc đó thực sự khó khăn đối với mình. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Hy vọng rằng các bạn có thể ghi nhớ và đặc biệt là vận dụng vào trong giao tiếp một cách thật là nhuần nhuyễn để nói chuyện một cách thật là tự nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên nhấn subscribe đăng ký Hàn Quốc Sarang để đón xem video mới mỗi ngày nhé.